Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng gây chú ý khi có bài đăng công khai về con người thật của Du Thiên, giọng ca tìm lại bầu trời không ngại khi nhận xét thẳng thắn về đàn em khiến netizen không khỏi bất ngờ. Mới đây, Tuấn Hưng đã đăng tải MV mới của ca sĩ Du Thiên lên trang cá nhân để thể hiện sự ủng hộ với đàn em. Giọng ca tìm lại bầu trời cũng nhân dịp này có những chia sẻ chân tình về con người thật của nam ca sĩ sinh năm 1985. Cụ thể anh viết, lại nói một chút về Du Thiên, thanh niên sống độc thân không màng lập gia đình chi cả, chỉ tập trung ca hát đam mê và hai chữ anh em. Cậu này thì không nói mọi người cũng biết nhiều rồi, nhưng có vài cái có thể mọi người chưa biết mà mình biết, nhân tiện đây mình hé lộ nha nha. Nhìn ương ương thế thôi nhưng lại rất tình cảm và dễ xúc động, tập đấm đá cơ bắp nhưng chưa bao giờ gây gổ ai bao giờ, tự thân vận động, tìm tòi hướng đi chứ chưa bao giờ gọi anh Hưng ơi giúp em book show. Vài điểm li ti này thôi thì cá nhân mình thấy cậu em này đáng để chơi, cậu ấy với ai thế nào thì mình không biết nhưng với mình thì mình cảm nhận riêng của mình. Là người nhiều lần tiếp xúc với Du Thiên, Tuấn Hưng tỏ ra yêu mến và không tiếc lời khen ngợi con người thật của đàn em. Nam ca sĩ còn thừa nhận bản thân tự nguyện chia sẻ MV chứ không hề được nhờ vả. Tuấn Hưng muốn dùng mạng xã hội để giao lưu kết nối tinh thần yêu âm nhạc và những điều tích cực của cuộc sống, thay vì gây thị phi sóng gió. Dù là ca sĩ có đời tư nhiều tai tiếng, nhưng khán giả lại khó lòng ghét Du Thiên được vì tính cách khẩu xà tâm Phật của nam ca sĩ. Anh thường xuyên bỏ túi tiền ra làm từ thiện, không ngại lên tiếng về những vấn đề nhạy cảm trong showbiz và xã hội. Du Thiên hiện tại vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, có được lượng khán giả ổn định, luôn yêu mến và ủng hộ anh. Vừa qua, Du Thiên còn gây chú ý khi hỗ trợ người dân ở Hoàng Mai, Hà Nội bắt cướp. Theo nam ca sĩ chia sẻ, anh đang cắt tóc thì nghe tiếng chi hô, cướp của cặp vợ chồng trẻ. Thấy chuyện bất bình, nam ca sĩ bỏ dở việc cắt tóc, phối hợp cùng người dân địa phương khống chế và đưa lên đồn công an. Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ video này về trang cá nhân Facebook của mình và đính kèm dòng trạng thái ra đường thấy bất bình thì tương trợ thôi, mọi người ra ngoài có đồ đạc thì hết sức cẩn thận nhé. Hành động của Du Thiên gây chú ý trên mạng xã hội, trong khi nhiều khán giả ca ngợi sự dũng cảm, nhanh trí của anh thì không ít ý kiến lại cho rằng nam ca sĩ có phần khoe khoang khi đăng tải clip trên mạng xã hội. Trước các bình luận trái chiều, Du Thiên cho biết, tôi đã quen với việc có nhiều người yêu và cũng không ít người ghét, đôi khi có những thông tin thất thiệt, không chính xác về tôi thì bị họ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Từ trước tới giờ, tôi chỉ miệt mài làm nghề, làm từ thiện, gặp người bị tai nạn trên đường, tôi luôn cố gắng giúp đỡ. Tôi chỉ sống đúng là mình, mong muốn được làm những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho cộng đồng. Du Thiên, tên thật là Nguyễn Minh Thương, quê Hải Dương, anh sinh ngày 22 tháng 6 năm 1985, tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khóa 2006-2009. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Du Thiên đã có những thành tích đáng kể. Anh từng giành giải 3 tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Hải Dương năm 2007. Trong hạng mục nhạc nhẹ và giải nhì tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạc thính phòng. Du Thiên được khán giả biết tới qua những bài hát như Tình anh không đổi thay, Xóa hết, Lệ cay, Đông về em ở đâu, Yêu thương nhau gì đâu. Cách đây không lâu, Du Thiên gặp chấn thương ở vùng đầu, mặt bầm tím khi quay MV mới Lệ cay 3.